Kính thưa quý vị, năm 2020 có lẽ là năm đã đi vào lịch sử nhân loại với sự xuất hiện của virus mang tên SARS-CoV-2, một loại virus liên tục biến đổi và gây ra rất nhiều thiệt hại cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vaccine và thuốc điều trị COVID-19 đã giúp cuộc sống của chúng ta dần quay trở lại. Thế nhưng nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu rằng đây đã phải là thời điểm thích hợp để tuyên bố hết đại dịch COVID-19 hay chưa? Để giải đáp vấn đề này, trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng gặp gỡ Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, trên thế giới đã có một số nước tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19. Nhiều nước khác dù chưa tuyên bố nhưng cũng đã tháo dỡ hầu hết các rào cản của giai đoạn chống dịch. Vaccine và thuốc điều trị COVID-19 đã giúp cho cuộc sống dần quay trở lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều lo ngại và tranh luận rằng cuộc chiến chống COVID-19 chưa thể về đích khi số ca tử vong nhiều nước còn cao, nguy cơ biến thể mới vẫn còn hiện hữu. Theo quan điểm của ông, thì với tình hình thế giới và Việt Nam hiện nay, thì Việt Nam đã đến lúc tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19 hay chưa và vì sao ạ? Tức là việc tuyên bố có hay là không có đại dịch, thì đó là thẩm quyền không phải của từng quốc gia, mà đó là thẩm quyền của Tổ chức Y tế Thế giới. Và từng quốc gia thì có thể công bố tình trạng dịch trong nước của mình mà thôi. Cho nên là ngay cả cái việc mà ông Biden, ông nói là tuyên bố là đại dịch đã qua, thì đó là tuyên bố có chiếc cá nhân và nặng về quảng cáo. Chứ còn thực ra ở Hoa Kỳ thì họ cái quy định về đáp ứng y tế công cộng khẩn cấp thì vẫn còn có tính chất hiệu lực. Và mọi người vẫn phải tuân thủ theo các yêu cầu này. Như vậy thì chính thức thì nước Mỹ sẽ cũng không có gọi là tuyên bố chấm dứt đại dịch. Và nói một lần nữa, tức là các quốc gia thì có thể tuyên bố là chấm dứt tình trạng khẩn cấp hoặc là dịch bệnh trong nước mà thôi. Đó là cái điều tôi xin nói rõ về tuyên bố chấm dứt đại dịch. Điểm thứ hai, đó là thực sự ra thì có những thứ mà mình có thể quyết định được đúng hay sai một cách rõ ràng, ví dụ 2 cộng 2 là 4 hay không. Nhưng mà về trong vấn đề về y tế và đặc biệt là y tế công cộng thì ít khi mà có cái điều gì mà khẳng định đúng 1 cộng 1 là 2. Mà thường thì người ta phải đánh giá, phán đoán dựa trên cái phân tích lợi ích và cái nguy cơ của cái quyết định của mình. Và người ta quyết định hoặc có thể công bố hay không công bố dựa theo cái lợi ích và cái nguy cơ có hay không. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là đối với COVID-19 thì hiện nay cái việc tuyên bố ít có ý nghĩa lắm. Đó. Mà ý nghĩa quan trọng nhất đó là mình cần phải tuyên bố về thực hiện những biện pháp phòng chống dịch gì và người dân phải tuân thủ gì và nhà nước có những yêu cầu hay là những nỗ lực nào để phòng chống dịch mà thôi. Cái điều đó quan trọng hơn là mình nói rằng bây giờ là có dịch hay là không có dịch, có đại dịch hay là tiểu dịch vân vân. Cái chuyện đó thì tôi nghĩ là nó ít quan trọng. Cho nên là tôi thì nếu mà ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới hay là Việt Nam mình tuyên bố là có dịch hay không dịch thì tôi cũng có vui mừng thêm một chút ít. Nhưng mà cái điều không quan trọng bằng là tôi muốn biết là Việt và các quốc gia khác trên thế giới đã làm gì và sẽ làm gì để kiểm soát dịch bệnh mà thôi. Tóm lại thì câu trả lời là vậy thì chúng ta có nên tuyên bố hay không, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện nên hay không thì tôi nghĩ rằng đó là không phải trách nhiệm cá nhân tôi ở trong nước và cũng không phải trách nhiệm của cá nhân tôi ở trên quốc tế. Tuy nhiên thì việc mà nếu có ý kiến thì tôi xin có một cái ý kiến là mình nên tiếp tục duy trì như cái tình trạng hiện nay ở Việt Nam là nơi mà tôi biết rõ cái hoàn cảnh nhất, tức là chúng ta vẫn tuyên bố là chúng ta vẫn phải có một quốc gia có cái đe dọa của COVID-19 và trong tình hình là thế giới đang có đại dịch và chúng ta có những biện pháp nỗ lực phòng chống dịch nhưng mà chúng ta có những nới lỏng để cho phục vụ cho cái đời sống an sinh xã hội, cho phát triển kinh tế xã hội và cho việc mở cửa hội nhập với quốc tế. Thưa ông, theo ông thì khi nào hay nói cách khác là trong điều kiện nào thì các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, có thể tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19 ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc mà tuyên bố đó thì phụ thuộc vào cái nỗ lực của toàn thể các quốc gia trên thế giới. Giả sử nha, Việt Nam mình không có ca mắc nhiễm COVID-19. Nhưng mà nếu ở một số quốc gia khác, họ vẫn để COVID-19 lây lan. Và ở một số quốc gia mà tỷ lệ tiêm chủng thấp,
thì có khả năng sẽ xuất hiện một cái biến chủng mới. Và nếu có một biến chủng mới mà nó lại đề kháng lại vaccine và gây tử vong nhiều như là cái biến chủng Delta, thì lúc đó đó thì tất cả quốc gia hầu như là phải bắt đầu lại từ đầu. Các nỗ lực phòng chống dịch trước đây, việc tiêm chủng, việc phòng ngừa, việc xét nghiệm, thuốc điều trị là phải bỏ đi hết, phải làm lại từ đầu. Thì cái nguy cơ đó nó có, thật ra nó thấp, rất thấp thôi. Nó chỉ có 1/10.000, phần 10.000 thôi. Nhưng mà cái nguy cơ đó vẫn có. Và theo tôi nghĩ thì giống như ông Tedros là tổng giám đốc của Tổ chức Thế giới có nói, chúng ta đã gần đích rồi, chúng ta cũng cố gắng chỉ cần chạy vài trăm mét nữa chúng ta có đến cuối của chặng đường marathon. Không việc gì mà chúng ta đến gần cuối chặng đường rồi chúng ta đứng lại, chúng ta nói chúng ta đến rồi. Không, chúng ta chưa đến. Khi nào mà không còn dịch bệnh và không còn quốc gia nào có nguy cơ lây lan nữa thì lúc đó đại dịch mới là qua. Với diễn biến số ca nhiễm và tử vong như thời gian vừa qua thì chúng ta nên ứng xử ra sao với dịch COVID-19 để một mặt phục hồi và tái thiết kinh tế, còn mặt khác quan trọng không kém đó là đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho người dân ạ? Tôi nghĩ là Việt Nam hiện nay làm rất tốt về việc này. Có thể là chủ quan, nhưng tôi nghĩ rằng Việt Nam là một quốc gia mà có cái sự hồi phục về kinh tế đáng ngạc nhiên. Mặc dù là chúng ta có rất nhiều khó khăn, nhưng mà theo tôi biết là tất cả các tổ chức đánh giá về phát triển kinh tế cũng như các tổ chức tài chính đều đánh giá cao về sự phát triển hồi phục của Việt Nam. Về những cảm nhận về về sự hồi phục của số ngành kinh tế, ví dụ như buôn bán lẻ với tư cách là một người dân, hoặc là du lịch với tư cách là một người dân có tham gia du lịch, thì tôi thấy rằng là hầu như là hồi phục, và thậm chí là du lịch thì nhiều người nói rằng là du lịch còn đầy đông hơn là trước đại dịch nữa. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đã làm khá tốt. Cũng là một quốc gia mà kiểm soát dịch bệnh tốt với tỷ lệ tiêm chủng cao, và chúng ta khuyến khích người dân đeo khẩu trang. Nhưng mà tôi nghĩ nhiên thì tôi hiểu rằng là cái việc mà đeo khẩu trang ở Việt Nam thì cũng tương đối là nó cũng tương đối là linh hoạt và cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống, không ảnh hưởng tới sinh hoạt. Tôi lấy một ví dụ thôi, tôi giảng viên ở trong trường đại học, thông thường thì tôi đeo khẩu trang, nhưng mà có những lúc mà tôi đeo khẩu trang tôi cảm thấy rằng là nếu tôi nói không rõ thì tôi trong trường tôi hoàn toàn có thể gỡ khẩu trang ra, được không? Tôi giảng cái bài bình thường và tôi nghĩ đó là điều tốt. Nhưng mà nếu mà tôi giảng ở một công ty khác, ví dụ vừa rồi tôi cách đây khoảng một hai hơn một tuần tôi có giảng cho công ty Ajinomoto, và trong đó đó thì mặc dù là tôi cảm giác rằng là tôi gỡ khẩu trang ra sẽ nói rõ hơn, nhưng tôi không thể gỡ khẩu trang ra được. Cái điều này thì thể hiện cái gì? Thể hiện thứ nhất đó là ở Việt Nam mình thì cái tình hình của mình là tuy là chúng ta không có nói rằng công bố là hết dịch, hết đại dịch rồi, nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta tương đối là thoải mái, dễ chịu, phải không? Chúng ta cứ thế, và nói chung là nó phục vụ một cái yêu cầu của chúng ta. Thứ hai đó là ở một số quốc gia, một số công ty khác nước ngoài đó, thì khi mà họ thực hiện những biện pháp chặt chẽ như vậy thì chứng tỏ là hai việc. Việc thứ nhất đó là đối với họ là dịch bệnh là thực sự là then chốt để đảm bảo cái sản xuất của họ, cho nên là họ họ bảo vệ tối đa. Đó, cái việc mà họ bắt tôi là một giảng viên phải đeo khẩu trang, tôi nghĩ là tốt thôi chứ không có phải tôi nói gì. Nhưng mà có nghĩa rằng là họ muốn rằng là không có một ca bệnh nào xảy ra của họ vì ảnh hưởng đến cuộc tới cái sản xuất của họ. Và như vậy thì mình nghĩ rằng là vậy thì kiểm soát dịch nó giúp cho phục kinh tế, và cũng phản ánh một điều, tức là thực sự là ở nhiều quốc gia khác thì tình hình kiểm soát nó còn chặt chẽ hơn chúng ta rất nhiều. Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng là tôi thì không nghĩ rằng là Việt Nam mình có cần nên thay đổi gì nhiều hơn để mà chúng ta phòng chống dịch. Chỉ có điều một vài điểm nhỏ thôi, tức là nếu mà ngân sách nhà nước cảm thấy là không khó khăn trong việc điều trị COVID-19 á, như tôi nghĩ là việc này thì sẽ không, cũng không có nữa đâu, thì lúc đó thì mình có thể thay đổi một số quy định về về điều trị cho người COVID-19 thôi, còn những cái phần còn lại thì tôi hoàn toàn đồng ý. Hiện tại, chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kéo dài gần một năm qua đã phát huy hiệu quả như thế nào và đồng thời đâu là những hạn chế cần phải khắc phục ạ? Thực ra thì chúng ta đã làm có nhiều điểm rất là tốt và có một vài điểm chưa tốt. Nếu mà nói vài điểm chưa tốt ra hoặc là một vài điểm rất tốt ra đây thì tôi nghĩ là nó cũng
chưa phù hợp lắm nha. Tại vì những cái điểm này thì những người làm quản lý nhà nước, những người làm khoa học sẽ phải tổng kết lại và sẽ trình bày. Nhưng mà cái việc mà nhận định với tư cách cá nhân những việc này thì nó sẽ không phải là phù hợp. Nhưng mà nếu nếu mà được á, thì tôi xin nói cái điểm, ba điểm mà tôi cảm thấy là nó hay nhất, đúng không? Trong cái công tác phòng dịch vừa qua thôi, đúng không? Lần thứ nhất đó là trong cô đấy phòng dịch vừa qua đó, thì chúng ta sẽ có cái sự tin tưởng của người dân vào chính quyền và hệ thống y tế, và nỗ lực về sự, và cái sự tin tưởng này đã làm cho cái nỗ lực phòng chống dịch chúng ta là tương đối tiến triển tốt. Ví dụ như trong cái khi mà chúng ta thực hiện zero covid đó, thì đó là có một lúc thì chúng ta có vấn đề, nhưng mà trong thời gian đầu thì sự nỗ lực, sự hợp tác của người dân trong khai báo y tế và trong tuân thủ các biện pháp phòng dịch đã giúp chúng ta trong thời gian đầu, khi mà chưa có, thế giới chưa có vaccine, chúng ta đã kiểm soát được phòng chống dịch mà khá tốt và giảm tổn thất rất nhiều. Thứ hai cũng nói về cái sự tin tưởng người dân đó, trong mình nói rằng là tin tưởng người dân trong cái những cái thời kỳ của zero covid, và khi mà chúng ta có vaccine đó, thì cái sự hợp tác của người dân cũng rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng là cái thành quả của vaccine là thành công của chính phủ trong ngoại giao vaccine, của ngành y tế trong việc huy động nhân lực, việc tổ chức để tiêm chủng. Nhưng mà một thành công rất lớn đó là cái sự tin tưởng đóng của người dân. Khi lúc đầu chúng ta chưa có nhiều vaccine, chúng ta dùng cái vaccine của Moderna, của Pfizer cũng có, nhưng mà đa số là AstraZeneca và thậm chí cái vaccine của Sinopharm, vân vân. Nhưng mà người dân mà khi mà được tiêm chủng thì họ hợp tác tiêm chủng, mặc dù có những vaccine này thì có hiệu quả cao hơn, hiệu sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà vì cái sự mà chấp nhận tiêm một cách đa dạng rộng khắp thì chúng ta đã có bước đầu thành công và kiểm soát được sớm hơn dịch bệnh. Thì tất cả cái điều này đó là sự tin tưởng của người dân, và tôi cái điều đó tôi nghĩ là quan trọng nhất. Cái điều thứ hai là cái sự linh hoạt của chúng ta, cái sự linh hoạt của chúng ta về sinh hoạt linh hoạt và thích ứng linh hoạt đó, thì chúng ta khá là đầu tiên thực sự là trong giai đoạn Covid ban đầu thì chúng ta nghĩ, tôi nghĩ là một sự thành công. Nếu chúng ta mà lúc đó chúng ta vẫn làm để tự do, chúng ta sẽ không dùng zero covid, chúng ta sẽ không có truy vết, thì lúc đó với cái nguồn lực y tế Việt Nam và với cái tình trạng mà không, trên thế giới không có vaccine thì tổn thất nặng nề, cho nên là trong thời gian đó là phù hợp. Rồi sau đó thì nhiều quốc gia thì cứ kiên trì mãi, nhưng chúng ta là biết rằng khi mà không phù hợp rồi thì chuyển đổi nó sang đó là chúng ta chấp nhận là chúng ta phải sống chung với covid, tức là chúng ta phải chấp nhận là bị tổn thất không thiết lý hoàn toàn, chúng ta có, nhưng mà chúng ta tiêm được vaccine để làm giảm đó. Thì chúng ta cũng, đó là bước chuyển chúng ta khá linh hoạt, là nhanh, theo tôi nghĩ là nhanh so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Và cuối cùng thì chúng ta cũng khá nhanh là khi mà bắt đầu khi mà người dân chưa hoàn toàn tiêm chủng đầy đủ đâu, ở thành phố Hồ Chí Minh thì chưa hoàn toàn tiêm chủng đầy đủ đâu, bắt đầu đến tiêm chủng và đa số mới chỉ tiêm chủng được mũi một thôi, và một tỷ lệ tiêm chủng mũi hai, thì chúng ta cũng đã nhanh chóng, tức là khởi động lại cái sinh hoạt của cuộc sống một phần đó, cho phép là sinh hoạt trở lại, bắt đầu lao động, một số nhà máy được mở cửa trở lại làm việc, và nhờ vậy thì cái phục hồi cái nền kinh tế đó, và chúng ta sẽ phát triển tốt hơn đó. Và cái điểm cuối cùng đó, ngoài cái vấn đề sự tin được người dân, cái sự linh hoạt, thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất đó là trong thời gian vừa qua chúng ta có quan điểm đúng, tức là đem xem sức khỏe và sinh mệnh người dân là hàng đầu, đó là một cái ưu tiên hàng đầu. Và chính vì cái việc mà mình thể hiện rõ cái sinh mệnh và sức khỏe người dân và cuộc sống người dân nhà, và cả cuộc sống, tức là khi mà chúng ta đã ổn định cái sức khỏe rồi thì bắt đầu chúng ta lo tới cuộc sống, tới mưu sinh của từng người, thì điều này cũng góp phần làm cho cái sự tham gia của người dân nó tích cực hơn. Nếu mà người dân mà cảm thấy rằng đôi khi nếu mà chúng ta lại quên cái cuộc sống, chúng ta quên là người dân là hiện nay có những lúc mà họ rất là khó khăn trong việc duy trì cái cuộc sống hàng ngày đó, thì nếu mà chúng ta không quên được cái, chúng ta không để ý được việc này, thì cái sự hợp tác người dân nó sẽ không được tốt đâu.
Đương nhiên thì tôi biết rằng là trong cái cuộc trong cái phòng công tác phòng chống dịch thì chúng nó cũng có nhiều cái vài 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 một vài vấp, nhưng mà những cái chuyện đó thì tôi nghĩ rằng là nó nhỏ so với cái tổng thể những cái thành quả mà chúng ta đã đạt được. Và như tôi nói rồi đó là tôi cũng không có đủ kiến thức chung để đánh giá được tất cả những cái sai sót này.